Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khởi công công trình bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên. Đây là công trình gắn liền với danh nhân Ưng Bình, có công rất lớn trong việc phát triển thơ văn, tuồng, ca Huế. Ưng Bình Thúc Già Thì tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình. Ông sinh ra tại làng Vị Già, trong một gia đình hoàng tộc có truyền thống văn chương. Suốt cuộc đời của mình, ông đã để lại cho hậu thế gần 2.000 bài thơ chữ Việt và chữ Hán. Ưng Bình Thúc Già Thì còn được biết đến là nhà soạn tuồng tài ba và còn là người có công lao to lớn trong việc hình thành và phát triển ca Huế thịnh phong. Nhờ những sáng tác, những làn điệu ca Huế của ông mà sinh hoạt ca Huế của người dân xứ Huế trở nên đặc sắc và được duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Ưng Bình Thúc Già Thì qua đời tại Châu Hương Viên, nằm bên dòng sông Hương thuộc thôn Vị Già, thành phố Huế, là công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử văn hóa, nơi ông Ưng Bình Thúc Già Thì sống những năm cuối đời với thi ca. Với những giá trị đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2461 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tu bổ các hạng mục như phục dựng lại toàn bộ di tích gốc, bao gồm nhà chính, nhà phù, bình phong, cải tạo chỉnh trang sân vườn mặt trước và khu vực xung quanh khuôn viên. Sau khi được tu bổ tôn tạo, bảo tàng sẽ xây dựng đề cương, trưng bày một số hình ảnh, sách báo tại di tích, phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân, biến nơi đây trở thành một địa chỉ sinh hoạt của các câu lạc bộ thơ, các chương trình biểu diễn ca Huế, kết hợp đưa vào các tour tuyến, phục vụ khách du lịch.